Vâng, xin chào Quang đã đến với channel của Cá Cảnh nhé. Thì có một cái cây quạt hiệu hiệu gì đây, hiệu là Holy Fan đó. Là cái quạt này, cái hiện tượng của nó là ba nút này, ba nút, nút số 1, số 2, số 3 thì các bạn chỉ bấm được một nút thôi. Qua đây mình bấm nút số 1, mình đè xuống luôn nè, buông ra nè, nó nhảy lên lại số 2 nè, đè xuống luôn, buông ra thì được ha. Còn nếu mà bấm nhẹ nhẹ thì nói chung là thì các bạn bấm thì khoảng chừng 3 lần thì chắc cũng được một lần đó. Còn cái nút số 3 được nè. Rồi nút số 1 đè xuống cũng không được luôn. Nút số 2 đè xuống buông ra, giật lên đè xuống buông ra. Nói chung là đè thiệt là mạnh xuống thì được các bạn. Rồi, thì nói chung là cái hiện tượng nút số 2 sắp hư, nút số 1 thì hư rồi, còn nút số 3 thì còn ok. Thì cái này các bạn có thể ghim điện các bạn thử, hoặc là chúng ta khỏi thử, chúng ta sửa luôn xong rồi chúng ta thử nha các bạn. Đó, để đơn giản thì mình sẽ tiến hành mình sửa luôn xong rồi thử sau. Đó, đây các bạn sẽ để quạt nằm xuống này. Rồi, thì các bạn thấy có 4 con ốc. 1, 2, 3, 4. Thì các bạn tháo 4 ốc này ra. Đây các bạn sẽ tháo 4 ốc này ra nhé. Rồi. Những cái trường hợp mà phím á các bạn, thì chúng ta sẽ có nhiều cái trường hợp mà phím nó hư. Thứ nhất là phím liệt, thứ hai là phím bị chạm là các bạn khỏi bấm nút nữa cũng quay. Cái thứ ba là các bạn bấm nút nó ăn xuống, nhưng mà nút nói chung phím thì chúng ta bấm được, nhưng mà nó không quay. Đó, có rất là nhiều trường hợp như các bạn. Các bạn không bấm cũng quay, còn nhiều bạn bấm được mà cũng không quay. Còn cái này gọi là trường hợp này là trường hợp ở giữa là gọi là nút nào bấm được thì quay, còn nút nào bấm không được thì nó không quay. Rồi, đây mình sẽ cho các bạn thấy cho nó gần gần cho các bạn dễ thấy nha. Này. Rồi, thì đây. Đây là một cái bàn phím. Thì các bạn để đơn giản cho việc sửa thì chúng ta sẽ tháo cái bàn phím ra luôn. Đây các bạn, mình sẽ tháo bàn phím ra nhé. Các bạn sẽ tháo con tụ này ra trước đi. Đó, các bạn sẽ tháo bàn phím ra nhé. Rồi. Đó, phím số 1 này. Các bạn bấm lý do tại sao mà nó không, nó xuống mà nó không ăn nè các bạn thấy không? Đây, các bạn nhìn, nếu mà nhìn kỹ lại các bạn thấy nè. Đó. Các bạn thấy là cái thanh bên trong này nó cong nè các bạn thấy không? Đó. Đừng có. Đó thì các bạn sẽ thấy cái đây, các bạn sẽ nhìn thấy cái thanh bên trong này nó bị cong nữa các bạn thấy không? Đó, chúng ta làm sao cho cái thanh bên trong này nó ngay lại là ok. Rồi các bạn sẽ dùng một cái kim. Để các bạn sẽ, một là các bạn tháo cái thanh này ra, còn hai đây chúng ta tháo ra cho nó đơn giản chúng ta làm nha các bạn. Đây mình sẽ tháo ra, các bạn cách tháo ra đơn giản thôi, thì các bạn cho nó lùi về cái phần mà có lò xo nè, thì ta rút từ từ ra. Đấy. Đó, này các bạn thấy cái thanh nó khá là cong quá thấy không? Đây các bạn sẽ bẻ cho nó ngay cái thanh này lại. Đó, các bạn sẽ bẻ cho nó ngay lại nha các bạn. Này. Hoặc là chúng ta có thể thay luôn cái thanh khác cũng được luôn. Đó. Để cho nó dễ thì chúng ta bẻ cho nó cong cong ngược lại chút. Rồi, vậy là xong. Đây, cái này các bạn có thể chừa cái này, hoặc các bạn có thể bỏ luôn cái này cũng không sao. Những cái miếng này nè. Đó. Nói chung là chúng ta chừa cũng được, mà không chừa cũng không sao đâu.
Đây, nếu mà hai cái này thì nó sẽ có hai miếng này. Đó, còn bấm xuống thì nó ấy thôi. Rồi để chúng ta đơn giản thì chúng ta sẽ gắn cho nó vô luôn hai cái miếng này, nhưng mà còn một cái lò xo nữa. Đó, các bạn thấy cái lò xo nó còn dính bên trong nè. Rồi thì đây thì chúng ta sẽ gắn vào. Nãy ta tháo rồi sao thì các bạn cứ gắn vào y rang vậy thôi. Đó, mình để cho nó nghiêng nghiêng vô cho nó lọt vô cái lỗ như thôi. Đấy. Đó thì nói chung là có hai cái miếng sắt này thì các bạn thích thì các bạn cứ để vô, còn không thích thì chúng ta cứ bỏ ra, nó không thành vấn đề gì. Nhưng mà thì các bạn cứ để vào ngay cái lỗ thôi. Đây, đó, các bạn cứ để vào ngay cái lỗ. Còn ở đây các bạn cứ đưa cái kìm vô, các bạn cứ để ngay cái lỗ bên đây. Đó. Đó, các bạn cứ cho vào ngay cái lỗ như vậy. Rồi xong thì chúng ta sẽ thử lại nè. Đây các bạn bấm số 1 này, tắt này, số 2 này, tắt này, số 3 này, tắt này. Đó, các bạn thấy không? Đây mình đã bẻ cho nó uốn lượn lên tí xíu rồi, các bạn thấy không? Đó, đây là cái cách mà chúng ta để sửa một cái phím nó bị liệt. Đó, rồi bắt đầu chúng ta quay lại đây, chúng ta coi coi. Bấm xuống số 1 coi cái này nó không có tiếp xúc với cái phần bên dưới nè. Đó, các bạn sau khi các bạn sửa phím nó bị liệt xong, các bạn sẽ coi về cái tiếp xúc này rồi nó có tiếp này, các bạn thấy không, nó hỏng lên trên này, các bạn thấy không. Vì các bạn cho dù các bạn sửa được thì nó cũng đâu có, các bạn bấm xuống nó cũng đâu có ăn đâu. Đó, các bạn tắt đây, các bạn sẽ bẻ quặn cái đầu. Đó, các bạn sẽ bẻ quặn cái đầu, nhưng mà mình cho nó xéo xéo xuống nha các bạn. Đó, xong rồi bấm xuống nó dính xuống rồi, các bạn thấy không. Rồi bấm xuống cho nó dính xuống cái thanh vàng đó là nó mới hoạt động nha các bạn. Đây, số 2 thì cũng, số 2 này cũng vậy luôn. Các bạn vẽ cho nó quậm quậm cái đầu cho nó xéo xéo xuống nè. Đừng có vẽ sát xuống nha các bạn. Vẽ sát xuống là các bạn chưa bấm nút là nó đã quay rồi đó. Đây, bấm xuống nè. Đó, ok. Bấm xuống nè. Cái này như nó có cái miếng này nó bị giống như là nó đè xuống quá. Đây các bạn có thể tháo luôn cái miếng mũ này ra cũng được. Đó. Nói chung là chúng ta bẻ cho nó quặm cái đầu, nhưng mà các bạn phải cho nó ngóc ngóc lên tí xíu, nhưng mà chứ các bạn đừng có cho nó, nói chung là quặm cái đầu nhưng mà nó không có ngóc lên đó, thì nếu mà ngóc lên quá thì các bạn sẽ thấy là nó không có tiếp xúc được bên dưới. Đó. Rồi. Để số 3. Số 3 này cũng vậy luôn. Các bạn bẻ cho nó xéo xéo. Rồi ok. Rồi. Xong thì chúng ta sẽ chà cho nó một tí dầu, chúng ta dễ bấm. Này các bạn sẽ nhỏ một ít dầu vô chỗ mấy cái lò xo này. Quét vào cái bụi. Rồi. Phần dưới đây nữa nha các bạn. Tí xíu thôi. Ta không cần nhiều. Rồi ok. Thế là xong rồi đó các bạn. Thì gì thì các bạn sẽ gáp lại. Đây chúng ta sẽ gáp phím lại. Đó,
cái bàn sơn gáp này nhé. Rồi xong. Rồi, trước khi gáp lại thì các bạn sẽ ghim hoặc các bạn thử cái này để coi coi nó được không, rồi bắt đầu chúng ta sẽ gáp lại hoàn toàn luôn. Đây, sẽ đem xích lại cái ổ điện. Đó, các bạn sẽ bật nút này, bật số 1 này. Đó, các bạn thấy quay thấy không? Tắt này. Số 2 chưa quay. Tại vì mình dặn ốc, các bạn thấy này, dặn ốc mà các bạn chưa có cần chỉnh phím. Này, các bạn sẽ bấm vô, các bạn thấy phím nó bị dính. Bị dính ở trên cái miếng mũ các bạn. Cho nên chúng ta sẽ nhẽ hai con ốc này nè. Đó, các bạn sẽ nhẽ hai con ốc này nha. Các bạn canh chỉnh qua, canh chỉnh lại sao mà cho phím nó, nói chung là sao mà cho phím nó được có chạm nha các bạn. Các bạn bấm xuống mà nó không có chạm phím nào là ok. Đó, này các bạn bấm xuống nó bị chạm này, thì các bạn sẽ nhẹ ra tí xíu. Mình sẽ canh chỉnh về hai hướng. Đoạn này là phím số 1, số 2, số 3 là mình đã. Đây cái phím đèn nó nằm bên kia. Nó nằm đi dàn đúng. Đó, có khi mình nhìn ngược đúng không? Đấy. Phím đèn là phím số 0 là nó nằm bên kia. Ok, chúng ta bấm nhẹ thì các bạn xong, các bạn siết ốc vào. Rồi, đầu ghim điện thử lại nha. Đây, các bạn bấm, bắt đầu bấm số 1 đi. Đó, các bạn thấy chúng ta đè vô, các bạn thấy nó men nè. Tắt nè, số 2 nè, số 3 nè. Cái là cái quạt này nó có cái hiện tượng là giống như là nó bị nghẹt trục bó bạc đó các bạn. Ví dụ như mình bấm là các bạn thấy nó đề ba chậm đấy, nó đồng số này nè. Nói chung là nút có thì các bạn là thấy nó thường ấy, nhưng mà các bạn thấy là nó có hiện tượng là giống như là nó đề ba chậm này, các bạn thấy không? Cái hiện tượng là nó nghẹt trục ấy. Này mình bấm số 1 nó quay mạnh này. Đó, nếu mà nó quay mạnh là nó sẽ quay luôn nha các bạn. Đấy. Nhưng mà đè vô, nói chung là phím này thì rồi, thì mình sẽ gấp ráp cái nắp lại rồi. Bắt đầu mình để đứng cái quạt lên thử cho các bạn xem. Các bạn sẽ dặn 4 ốc này. Rồi xong.
xin ghim điện nha mọi. Đó. Mình sẽ thử số 1 đi. Đó, ngồi nào. Khá là mạnh. Đây qua nha. Ui, khá là mạnh các bạn thấy không? Rồi, tắt số 2 nè. Đó, tự nhiên số 2 nó quay dị hiệu luôn các bạn thấy không? Đây một số 2 nha các bạn. Này, số 3 này. Số 3 thì quay im ru luôn. Rồi. Khá là im. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn thấy hay các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Tắt số 1 này. Số 1 quay cực kỳ mạnh luôn các bạn. Số 2 quay nhẹ nhẹ hơn. Số 3 thì quay nhẹ hiệu luôn. Số 3 này là tối quạt ngủ luôn. Rồi. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn thấy hay các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau.